Thưa quý vị và các bạn, đồng rằng hội gióng vui thay, vui thì vui thật không tày hội ghênh có đá thạch sàng, có sông tắm mát, có quan trẻ về, về với thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Mảnh đất đã đi vào những câu ca dao huyền thoại với đá thạch sàng, với sông tắm mát, với quan trẻ về. Chúng ta được về với quê hương của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, người phụ nữ duy nhất trong lịch sử đã hai lần nhiếp chính, thay vua trị vì đất nước. Đến năm 73 tuổi, bà trở về quê hương và đã được triều đình nhà Lý cho xây dựng đền ghênh, làm nơi nghỉ ngơi, tu hành, tĩnh dưỡng. Đã gần một thiên niên kỷ trôi qua, nhưng ngôi đền vẫn còn giữ được những giá trị văn hóa lịch sử rất đặc sắc. Đền ghênh tọa lạc ở phía tây thôn Ngọc Kinh, xưa kia gọi là ghênh Sủi, xã Như Kinh, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc, nay là thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Tương truyền đền được xây dựng trên vùng đất Đế Vương Rồng Quỳ quy phục. Đền được xây dựng năm Ất Mùi 1115. Đền được kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc và chia làm 3 phần: tiền tế, bái đường và hậu cung. Người dân Ngọc Quỳnh thì quen gọi di tích theo cách dân gian: đền ngoài, đền giữa và đền trong. Đền đã được trùng tu vào năm Vĩnh Tộ thứ 2, năm Canh Thân 1620. Theo sử sách cũng như các cụ cao tuổi ở thôn Ngọc Quỳnh kể lại, đền ghênh còn là nơi đóng quân chống thực dân Pháp xâm lược vào thời kỳ phục chiếu vua Hàm Nghi 1888-1890. Năm 1945, dưới sự chỉ đạo của tướng Tuần Vân, đền còn là nơi meeting tập trung các đội tự vệ của nhiều xã trong huyện Văn Lâm, tiến hành giành chính quyền về tay nhân dân. Rất tiếc, di tích lịch sử đã bị tàn phá trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thời kỳ 1947-1954. Hình ảnh về một ngôi đền cổ, nơi ghi nhớ công lao của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, người được ví như Phật Tổ Như Lai xuất thế, chỉ còn lại trong sử sách và trong ký ức của lớp người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, với công lao của mình, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan được ví như là Phật Tổ Như Lai xuất thế. Vậy nên nhân dân cũng như vua quan mọi thời đại vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến bà. Trong thời đại phong kiến, cứ đến kỳ lễ hội thì triều đình thường cử các quan về đây để tế lễ, dâng hương tưởng niệm bà. Và trên đường đi vào đền, đến nay vẫn còn giữ được phiến đá thạch sàng. Đây chính là nơi mà các quan chờ để được vào tế lễ. Trên đường đi vào tế lễ, phải đi qua 9 bậc thềm mới đến được tòa tiền tế. Xưa kia, 9 bậc thềm còn gọi là cửu trùng và được làm bằng đá hoa cương. Hai bên cửa lên xuống còn có hai phộng đá quỳ khoanh tay đánh dấu sự quy hàng của vua Chế Cổ Chiêm Thành. Theo thần tích, tòa tiền tế có chiều dài 25,5 m, chia làm 9 gian, 2 dĩ, có 6 hàng cột. Tòa tiền tế được kiến trúc theo kiểu trồng diêm tám mái. Hiện tòa tiền tế chỉ còn lại phần bóng. Hàng ngày, hàng đêm chúng tôi ra đây nghĩa là để hương khói phụng thờ, để thờ mẫu. Và tất cả các quý khách gần xa mang về đây để làm lễ. Trước hết là lễ, sau nữa là phát tâm công đức để xây dựng cái cửa đền này. Trước khi cái cửa đền này là một viên gạch không còn. Nhưng bây giờ được toàn dân và toàn tất cả thập phương đã được mang về đây, đã xây dựng được đền của bà cũng được độ 50% rồi. Cho nên là chúng tôi nghĩ đến cái công ơn của bà mà bà sinh ra lớn lên tự ở tại quê hương Ngọc Quỳnh chúng tôi. Mà chúng tôi là một người phụ nữ, chúng tôi phải noi gương của bà mà để sớm chiêu chiều mộ, để mà dạy bảo con cháu cho đến nơi đến chốn, để mà học những cái đức của bà. Để xây dựng lại cái đền của bà làm sao được một ngày được một khang trang. Nhân dân cái nhà địa phương cũng như khách thập phương cũng đã đóng góp xây dựng tôn tạo di tích này ngày càng một ngày khang trang hơn. Trong quá trình trùng tu và tôn tạo thì hiện nay là địa phương cũng đã rất có nhiều cố gắng rồi, nhưng còn cái nhà thiếu nguồn kinh phí để xây dựng 3 gian cái thêu hương, 8 gian cái tiền tế. Bên cạnh đó cũng cần phải cái nhà khai thác để đưa cái nhà vào một cái tour cái du lịch cái của cái địa phương, để mà các thế hệ cái mai sau cũng như hiện thời bây giờ biết được cái công lao của cái các bậc cái nhà tiền nhân đã cái xây dựng cái quê hương đất nước.
Nối tiếp với tòa tiền tế là bái đường. Bái đường dài 12 mét, rộng 5 mét. Tại đây có bức hoành phi lớn với ba chữ Thủy Lâu Đài, được dịch nghĩa là lâu đài trên nước. Tiếp đến là bức hoành phi có ghi Thiên Cổ Nguyệt, được dịch nghĩa là di tích đã có nghìn năm. Bên trong là bức hoành phi ghi bốn chữ Mẫu Nghi Thiên Hạ, dịch nghĩa là người mẹ uy nghi trong thiên hạ. Cũng tại tòa bái đường còn có đôi câu đối của cụ Cao Bá Quát viết tặng ngôi đền: Nhất bát thượng tiền duyên, trường ký cố hương tư kính tự. Bát lăng thành quá mộng, bất chi hà xứ thượng dương cung. Đôi câu đối được dịch nghĩa là: Một mối tiền duyên còn ghi mãi cố hương chùa tư kính. Tám lăng trải cõi mộng, chẳng biết cung thượng dương nơi đâu. Trước gian bái đường có đặt mô hình tháp kính thiên bằng đá, kỷ niệm và ghi nhớ năm 1176, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan cho lập đàn kính thiên và mở hội khánh tán. Cạnh đó là tấm bia cổ ghi lại năm trùng tu ngôi đền năm Canh Thân, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ hai năm 1620. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian của đền Kênh, đến nay nhân dân vẫn còn lưu giữ được đài kính thiên. Đây chính là nơi Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã cho xây dựng để tạ ơn trời đất đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đối tiếp tòa bái đường là tòa hậu cung. Tòa hậu cung gồm 3 gian, dài 8,5 mét, rộng 8,5 mét. Đây chính là nơi ở của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan khi trở về quê hương Ngọc Quỳnh. Khi người mất, tượng của ngài được đặt trang trọng ngay trong cung. Cũng tại đây còn có tượng của 6 vị nữ cung nhân đứng chầu để hầu hạ thánh mẫu. Vì thế, đây còn được gọi là cung cấm hay đền cấm. Nối với bên phải cung cấm là 3 gian chùa. Trên nóc chùa đề 3 chữ lớn Tư Kinh Tự, được dịch nghĩa là Chùa Tư Kính. Đây là nơi để Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan tu tại gia khi người trở về sống tại quê hương. Bà là người theo đạo Phật và truyền bá giáo lý nhà Phật. Bà có công trong xây dựng nhiều chùa tháp, khuyến học khuyến tài, khao thưởng tăng ni, tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa đạo với đời. Vì thế, khi bà qua đời, rất nhiều nơi đã lập đình đền để thờ phụng và tưởng nhớ bậc mẫu nghi thiên hạ. Nối với bên trái cung cấm là 3 gian thờ tứ ổi, 4 vị cận thần của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Phía sau đền là 2 hồ chứa nước, còn gọi là mi rồng hay còn gọi là hai mắt rồng. Toàn bộ khu di tích đã tạo nên một quần thể liên hoàn, một cảnh quan cao sang thơ mộng nhưng rất gần gũi với người đời. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là sự tàn phá của chiến tranh, nhiều hạng mục, công trình, một số đồ tế tự quý hiếm của đền Kênh đã không còn. Nhưng những gì mà nhân dân Ngọc Quỳnh còn lưu giữ được như tượng của Hoàng Thái Hậu gửi tại đền Dương Xá, Sa Lâm, Hà Nội vào năm 1953 hay lọ lộc bình cổ và những tấm bia đá đã chứng tỏ tình cảm, trách nhiệm, sự ngưỡng mộ của các thế hệ người dân như Quỳnh đối với Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và lịch sử. Với những giá trị vật thể, phi vật thể đặc sắc ẩn chứa trong lòng đền Kênh, ngày 2 tháng 2 năm 1993, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin đã ký quyết định công nhận đền Kênh là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2005, sau khi di tích lịch sử đền Kênh đã được trùng tu một số hạng mục cơ bản, huyện Văn Lâm, thị trấn Như Quỳnh và bà con nhân dân thôn Ngọc Quỳnh đã trọng thể tổ chức lễ rước tượng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan từ đền Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội trở về đền Kênh, và lễ hội đền Kênh từ đó được tổ chức theo đúng với nghi thức truyền thống. Theo cổ truyền, hàng năm, lễ hội đền Kênh được tổ chức vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 âm lịch. Trong lễ hội, nhân dân Ngọc Quỳnh và quý khách thập phương còn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, ngày khánh thành tòa Thủy Lâu Đài, ngày xây dựng chùa Tư Kính và ngày Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan lập đàn kính thiên. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm gồm tế lễ rước nước truyền thống.
Phần hội bao gồm các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trước khi lễ hội ấy, là dân làng cũng phải họp, thì chuẩn bị cho lễ hội phải hàng tháng trời, chuẩn bị tất cả các khâu. Ví dụ như là đi rước nước, phân công các đoàn, thế rồi thì các già, rồi các đại biểu, các đoàn của các nơi về rước nước từ chiều hôm trước. Ngày hôm sau thì làm lễ mục dục và khai mạc lễ hội. Đền Gênh thì nó rất là lớn. Trong cái vùng Kinh Bắc ngày xưa thì các cụ để lại cho mấy cái bài ca dao là mùng 7 hội khám, mùng 8 hội dâu, mùng 9 đâu đâu về xem hội gióng. Tức là ngày xưa là bà Thượng Dương Cung là vợ cả của vua Đinh Tông. Đến ngày 15 tháng 3 là bà ấy phải từ đền Dương Xá phải xuống rước về đây. Rước hội về đây và vào làm lễ bài lan, bà chị xuống thăm em. Thì cái nét độc đáo ấy thì bây giờ chúng tôi cũng tổ chức là sau khi mà đến 21 tháng 2 thì ở đây lại rước hội lên trên đền Dương Xá. Đây là cái mối giao hảo hai cái xã từ xưa đến nay nó có quan hệ như thế, vì chị em mà cái nét đặc sắc là một cái rước, một cái lễ hội nó rất là quy mô và lớn, tổ chức hàng nghìn người tham gia. Những cái đặc sắc, nữa là cái tất cả những cái ví dụ như là mua nhạc cung đình ở đây chúng tôi cũng có, thế rồi thì là các cái trò chơi của dân gian thì ở đây đều có cả, múa rồng, múa kỳ lân, múa sư tử, thế rồi thì là tổ chức những cái sinh hoạt văn hóa như là hát chèo, hát quan họ Bắc Ninh, thế rồi thì đấy là về phần văn nghệ vui chơi để mà cổ vũ nhân dân khách thập phương đến dự lễ hội. Từ một phụ nữ vườn dâu thôn quê, nhờ tài trí thông minh, đức độ và nhân hậu, đặc biệt là lòng yêu nước thương dân, bà đã trở thành vợ của vua Lý Thánh Tông, mẹ của vua Lý Nhân Tông. Với trọng trách hai lần nhiếp chính, bà đã cùng các bậc danh thần lương tướng mà tiêu biểu là Lý Thường Kiệt góp phần giữ gìn non sông, hưng thịnh quốc gia Đại Việt thời Lý. Tên tuổi của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã trở thành niềm tự hào của người Việt Nam nói chung, của người dân Hưng Yên nói riêng.